Ok, hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi là Giang Saito và đây là video cùng chơi game Pokemon Brilliant Diamond. Ở video trước thì tôi đã lấy được cái huy hiệu thứ 7 của vùng Sinnoh, đó là huy hiệu của tiểu đờ chuyên dùng các Pokemon hệ băng. Tiếp theo là chúng ta có thể vào được cái khu mà ban đầu thì hai thành viên của team Galactic nó đang chặn, mà bây giờ nó không chặn nữa, chúng ta có thể vào đây. Nhưng mà trước khi vào đây thì tôi sẽ lục tìm trong cái bụi rậm trước cái cửa hang này luôn. Mình sẽ lục tìm ở đây để xem là ở đây có Pokemon hoang dã gì. Vì hiện tại là tôi đang có cái Rebel, cho nên là đây hết Rebel rồi thì không dùng nữa. Ok, Nissel. Và đây chính là Pokemon mà tôi tìm kiếm anh em ạ. Đây là nói sao ta, thành viên thứ 6 của đội hình. Ok, rất là nhiều anh em đoán là không biết là dùng con gì, con Lucario rồi Eevee hệ điện rồi này kia các thứ, nhưng mà thực chất thì con Nissel này mới là Pokemon thành viên thứ 6 của đội hình của tôi nhá. Nhưng mà bây giờ nó chỉ mới 34 thôi, làm sao để mà hạ cái máu nó xuống ta. Đánh cái sợ nó lên đường quá. Có cái nào nói effective không? Ok, dùng Gabite xài chiêu cắn được. Nhưng mà Gabite ra gặp hải băng là cũng căng à. Ây da, ui da, slash đi, slash chắc là sẽ không sao. Ôi, oh come on, stun hả? Căng à, bắt căng à. Tại vì không có chiêu nào mà để chắc chắn là nó sẽ không lên đường sau khi tôi đánh một hit. What the? Really? Thiệt luôn á. Tê liệt đi. Ném thử xem là nó có vô không à, chứ bây giờ đánh cái là nó lên đường liền. Vô. Ok, Nissel thành viên thứ 6 nha anh em. Mà để check xem cái tính cách của nó như nào, nó tính cách mà nó giảm cái tốc độ là hơi toang luôn. Tăng sức tấn công phép và giảm defense hả? Thôi con này tìm con khác đi, con này tính cách không ngon rồi. Oh man, gặp được đúng lần à. What the? Chỗ băng mà sao mấy khứa giác nóng này nhiều thế?
Oh man, cái chỗ băng tuyết mà giác đấu không? Đây rồi. Cho nó tê liệt cái bắt luôn. Cũng 34 luôn hả? Stern Sport. Mê được lò. Ây à. Ây da. Vô coi. Oh, come on. Khổ nha. Vô. Gì vậy trời? What the? Lại là tăng cái sức tấn công phép và giảm phòng thủ. Ủa không, không còn một cái tính cách nào hết khác hết à? Đùa. À đây 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 đây. Bắt luôn con này luôn đi, về kiểm tra xem là nó tính cách gì. Wow. Rồi nãy giờ không tê cái nào luôn á. Nó thiếm. Không tê một cái nào luôn. Không tê một cái nào. Lát. À, quý anh khác đi thoải mái. Cái nữa. Rồi, bắt. Ai à? Ai à? Wow, 5 hit. Wow, ồ 4 hit hả?
con này khó dữ rồi. Mà kệ anh em, nó khó vậy nó mới ngon. Đó. À. Thế cho con này đi. Tính cách ngon ngon nha. Tính cách ngon ngon nha. Không tăng không giảm bất cứ thứ gì. Dậy đi. Dậy đi mà tôi chịu. Thà dậy đi. Ok, về hồi máu cái nè. À, thà dậy đi. Không tăng giảm gì trơn á. Hồi máu cái. Vậy là đủ 6 thành viên rồi đó. Thì cái con Nissel này muốn tiến hóa nó thì chúng ta sẽ cho nó dùng một cái item tên là Razor Claw. Dùng vào ban đêm thì nó sẽ tiến hóa. Còn trong phiên bản Legion Arceus hình dạng Hisuian của nó thì chúng ta sẽ dùng cũng là cái item Razor Claw đó luôn, nhưng mà chúng ta sẽ dùng vào ban ngày ha. Thì nó sẽ tiến hóa thành Sneasler. Còn ở đây là mình dùng ban đêm thì nó sẽ tiến hóa thành hình như tên là Weasel thì phải. Rồi, xong 6 thành viên thì chúng ta sẽ đi tiếp cốt truyện là chúng ta sẽ vào đây. Đó, thì mình sẽ đấu với lại thủ lĩnh thứ 3 của Team Galactic ở đây. Thì mỗi thủ lĩnh sẽ xuất hiện ở một cái ha, cái hồ. Còn còn có 3 hồ đúng không? Mình đã đánh với 2 thủ lĩnh rồi. Ủa? What the? Không đánh à? À, tưởng phải đánh thêm thủ lĩnh thứ 3 chứ. À, từ từ để tôi coi bây giờ đi đâu nhá. À, bây giờ sẽ bay về đây hả? Bay về Viewstone City. Hết rebel. What the? Đấu không? Hốt luôn. Ủa? À, nó để lại cái chìa khóa cái nhà kho. Ok, bây giờ mình sẽ vô cái nhà kho. Lúc trước vô thì không có chìa khóa anh em. Mình nhớ coi nhà kho nằm đâu. À, nhớ nhà kho là cái này đúng không? Đó, có chìa khóa vô luôn. Hết hồn liền, khứa này hết hồn liền. Dust Storm. À, mở được không? À không, phải có cái Special Key, tức là có chìa khóa đặc biệt mới mở được. Hốt em. God Man. À, Let's Roll Ray mà đánh với God Bad là nó cũng hơi toan. À, ta Raptor đi.
Ai ạ? Không cần phải Ray Bird đâu. Air Cutter. Lên đường. Ồ, một con thôi hả? À, cho con Ron Ray đi trước thì nó không mấy ổn nè. Tại vì mấy khứa team Galactic này dùng toàn hệ độc không à, cho nên là tụi nó cũng hay dùng Gold Bad lắm. À, thôi cho con Embolian lên đi. Dustong. Ok. Sắp luôn. Bốn mươi mới tiến hóa hả? 40-45 ta. Ronzor. Cao quá ấy. Ôi à, cái Joy-Con này. À, không sao, Fire Pin cũng không ok. Tôi tưởng bấm nhầm cái Inferno chứ. Đâu hả? À, qua chết luôn. Nó 50 nè. Tốc độ hơi ẹ nha. Có hai chỗ vậy. À, đi chỗ bên kia thử. À, chưa. Đi bên này mới có item chứ. Scout. Vô này vô hệ nước. À, vô hệ nước mà có thể làm cho đối phương bị bỏng lửa đúng không? Ở trong phiên bản Let's Go Pikachu thì tôi đã dùng chiêu Scout đó rất nhiều. Cho em. What the? Thời nào được dùng con sâu này nữa.
lên đường. Hit là lên đường ngay. Cascool con này cũng hãy bỏ luôn. Lên đường. Đây có một chỗ tele nè. Ủa? Catapra! Con này thì nó yếu về vật lý, nó yếu thủ vật lý cho nên là dùng Aqua Jet. Tiếp theo lại là Kadabra hả? Tiếp tục Aqua Jet luôn. Cái đường này được đi xuống ta. Học liền. Đây Galaxy Key đây. Học liền cho con Rose Ray học liền. Slug Bomb đây. Đang cần. Bỏ Poison Sharp đi, Poison Sharp này cũng mạnh nhưng mà nó lại tính theo sát thương vật lý. Cửa này nó không đánh. Chán thế. Không đánh luôn. Con thôi hả? Ít điểm thế, trời ơi.
Bronzor hả? Con này thì mạnh về thủ vật lý lắm. Stunky. À, cho gà bài đánh luôn đi. Earthquake. Nói giờ có chìa khóa à em. Dazzling Gleam, cái này là chiêu hình như chiêu tâm linh đúng không? À, cũng đang cần tâm linh thôi. Ủa? Ủa, the hell? Vậy hết đường rồi, đâu còn đường nào đâu. À, vậy là như là đi xong ở đây rồi, phải chạy qua bên cái nhà bên kia thì phải. Chạy ra ngoài luôn. Cái nhà kho chỉ có nhiêu đó thôi đúng không? Nè, cửa này mình cũng mở luôn rồi, là phải chạy qua nhà bên kia vậy. Ok rồi, vậy thì video này cũng sẽ ngừng lại ở đây. Nếu anh em thấy hay để lại một like, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhớ đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với tôi trong các video sau nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.